được thành lập từ tháng 4 năm 2019 bởi một cặp đôi 9X, vừa mèo lang thang đã trở thành mái ấm chung của những chú mèo bị bỏ rơi và bạo hành. Trạm cứu hộ này đã giải cứu mèo ở hầu hết các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu là quận 4, quận 7 và quận Bình Thạnh. Số mèo trong 3 năm ước tính khoảng 500 đến 600 con. Đa phần mèo mà trạm tiếp nhận đều có sức khỏe kém, bị thương hoặc khuyết tật. Bằng tình thương và sự chăm sóc tận tình, các chú mèo đã dần hồi phục và khỏe mạnh. Trạm sẽ cung cấp số điện thoại cho những ai thực sự muốn ghé thăm thay vì tùy ý công khai địa chỉ. Đối tượng thường là các bạn trẻ đến hỗ trợ chăm sóc và nhận nuôi mèo. Sắp tới, Văn Khanh và Trúc Lâm sẽ xây thêm trạm tại tỉnh Lâm Đồng để bắt đầu ước mơ mang vườn mèo lang thang đến mọi miền đất nước. Tuy nhiên, sự cố gắng của những trạm cứu hộ động vật như thế này sẽ như muối bỏ bể nếu thiếu đi ý thức của cộng đồng.